thiếu tá Đặng Thị Hồng Nhung là bóng hồng hiếm hoi của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Trong hơn 10 năm qua, thiếu tá Đặng Thị Hồng Nhung đã đảm nhận vị trí bảo vệ cho các chính khách quan trọng. Mới đây, cô còn có mặt bảo vệ vợ của Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Trưa ngày 12 tháng 12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên đã có mặt tại sân bay Nội Bài. Ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, ngoài đội cận vệ của Trung Quốc, phía Việt Nam luôn cắt cử một bóng hồng theo sát phu nhân Bành Lệ Viên, đó là thiếu tá Đặng Thị Hồng Nhung của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Đặng Thị Hồng Nhung sinh năm 1987, là người đã có hơn 10 năm làm việc ở vị trí bảo vệ cho các chính khách quan trọng. Cô cũng là một trong những nữ cảnh vệ hiếm hoi của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Nữ thiếu tá chính là con gái của Thượng tá Đặng Quốc Trung. Ông Đặng Quốc Trung từng là sĩ quan bảo vệ tiếp cận kỳ cựu của lực lượng cảnh vệ. Trước đây, ông Đặng Quốc Trung có thời gian từng tháp tùng cho Tổng Bí thư Lê Duẩn. Có thể vì nhìn theo tấm gương từ cha mà sau này lớn lên, Đặng Thị Hồng Nhung cũng nuôi ước mơ được làm một chiến sĩ cảnh vệ. Nhìn vẻ ngoài, cô khá mảnh khảnh, có chiều cao vượt trội so với những cô gái khác, 1m74. Gương mặt xinh đẹp, không cần trang điểm cầu kỳ vẫn toát lên thần thái riêng khiến nữ thiếu tá này thường gây được sự chú ý. Ban đầu, Hồng Nhung theo học chuyên ngành ngoại ngữ tại một trường đại học ở Hà Nội. Sau đó, cô quyết định rẽ hướng sang lực lượng công an. Thừa hưởng tính cách mạnh mẽ từ bố, cô đạt rất nhiều thành tích cao trong học tập. Võ ngành, võ chiến thuật, võ đối kháng, kỹ năng tác chiến hay bơi lội, nữ cảnh vệ đều hoàn thành xuất sắc khiến cánh mày râu cũng phải nể phục. Đặc biệt, cô có biệt tài phi giao ở cự ly 50m chuẩn tới 99%. Tại Liên hoan Võ thuật Thanh niên Công an Nhân dân lần thứ 2, Hồng Nhung còn giành huy chương bạc và được khen ngợi khi đánh những thế võ karate điều luyện. Sau khi hoàn thành huấn luyện, trong 3 năm công tác đầu tiên, bóng hồng sinh năm 1987 được phân công về Trung đoàn 375 thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra hành lý cho quan khách viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2012, cô tham gia vào đội bảo vệ khách quốc tế thuộc phòng 7 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và đảm nhận vị trí đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nguyên thủ và khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam hay hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao trong Đảng, Nhà nước cũng như các hội nghị cấp nhà nước. Trở thành một sĩ quan tiếp cận cùng đồng đội chịu trách nhiệm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các nguyên thủ quốc gia đến thăm Việt Nam cùng các sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức, Nhung đã rất nỗ lực hoàn thiện mình để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tính chất công việc này đòi hỏi ở người lính sự tập trung cao độ, luôn cảnh giác, bình tĩnh và phản ứng chính xác, nhanh nhạy trước mọi tình huống đe dọa an ninh, an toàn của đối tượng cảnh vệ, không được phép sai sót vì không có cơ hội để sửa sai và rút kinh nghiệm. Người lính luôn sẵn tâm thế coi mình là lá chắn sống, sẵn sàng hy sinh vì sự an toàn của mục tiêu bảo vệ, đồng thời phải lịch lãm, linh hoạt, chuyên nghiệp trong giao tiếp, ứng xử. Tiêu chuẩn về ngoại hình đối với nữ sĩ quan tiếp cận là cao từ 1m67 và phải có phẩm chất đạo đức tốt. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Nhung đã trải qua những khóa huấn luyện nghiệp vụ gian khổ về rèn luyện thể lực, võ thuật đối kháng, bơi lội, phương pháp sử dụng các loại súng, thuốc nổ. Nhờ tố chất con nhà nòi mà cô thích ứng rất nhanh với đòi hỏi khắt khe trong công tác huấn luyện và vượt qua các cuộc sát hạch một cách khá dễ dàng. Vì thế khi học bơi nghiệp vụ gồm các bài bơi cứu đuối 50m, bơi đẩy bao gói 50m, bơi thể lực 400m, Nhung chỉ mất 10 ngày, trong khi thời gian của khóa huấn luyện này là 45 ngày. Võ thuật cũng vậy, cô chỉ bắt đầu học võ từ khi vào ngành nhưng đã giành huy chương bạc tại Liên hoan Võ thuật Thanh niên Công an Nhân dân lần 2. Tháng 9 năm 2014, cô chính thức nhận nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận cho các đoàn. Suốt 10 năm qua, Đặng Thị Hồng Nhung vẫn thường nhận nhiệm vụ trở thành lá chắn sống, bảo vệ rất nhiều nhân vật quan trọng như phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Tổng thống Bangladesh. Hình ảnh một cô gái cao lớn trong trang phục vest đen lịch lãm, luôn kề bên các chính khách nữ hay phu nhân nguyên thủ quốc gia đến thăm Việt Nam, đã trở nên khá quen thuộc trên báo chí, truyền thông những năm qua. Thiếu tá Nhung cho biết nhiệm vụ mà cô được giao chủ yếu là tiếp cận bảo vệ cho các nữ chính khách hoặc phu nhân của nguyên thủ nước ngoài. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trước khi bắt tay vào công việc, Nhung thường lên mạng tìm hiểu mọi thông tin về khách, gồm các đặc điểm ngoại hình, tuổi tác, tôn giáo, các hoạt động xã hội, công việc của họ, rồi tìm hiểu về phong tục, tập quán, văn hóa của quốc gia đó. Để chuẩn bị trước các kiến thức, thông tin phục vụ việc giao tiếp, ứng xử trong hành trình tiếp cận. Điều này là rất cần thiết vì công việc của một sĩ quan tiếp cận không chỉ là bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ, mà còn phải tạo ra những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam văn minh, lịch sự, hiếu khách, thân thiện. Trong con mắt bạn bè, góp phần nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. Nhung cho biết sĩ quan tiếp cận nhiều khi giống như người lễ tân, bởi khi đi tham quan thắng cảnh, di tích nào đó ở Việt Nam, khách sẽ đề nghị cận vệ giới thiệu. Để trao đổi được với họ, phải có phong kiến thức khá sâu về lịch sử, văn hóa, hay với những vị khách là người Do Thái hoặc theo đạo Hồi, đạo Phật. Trong quá trình tháp tùng, cận vệ có thể trao đổi về những điều họ quan tâm liên quan đến tôn giáo ở nước ta. Những cấm kỵ theo phong tục truyền thống các nước, sĩ quan tiếp cận cũng phải hết sức chú ý.